Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Combotech lần này. Xin chào tất cả các bạn, đến với sự kiện Combotech 2018 thì MSI đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều không gian game đặc biệt khác nhau. Và bên cạnh mình đây là một không gian game cực kỳ đặc biệt. Các bạn có thể nhìn thấy đằng sau mình đây, ba chiếc màn hình. Nhưng mà mình sẽ không giới thiệu ba chiếc màn hình ở đâu, mà mình sẽ giới thiệu chiếc vỏ cây bên cạnh. Đây chính là chiếc vỏ cây, một cả bộ PC luôn, không phải một chiếc vỏ cây đâu, cả bộ PC MSI Aegis Ti-3 thế hệ thứ 8. Và đây cũng chính là bộ PC đắt nhất của MSI. Nếu như Max Option của nó là mức giá của nó lên đến 3.000 đô cơ. Và với một bộ PC này, các bạn có một thiết kế cực kỳ chất luôn. Thiết kế của nó là một chiếc mặt nạ chiến binh, xung quanh có LED RGB để bắt kịp xu hướng hiện nay, RGB hóa mọi thứ. Ở đây sẽ là hệ thống LED RGB Mystic Light, nó có thể sync được với tất cả những phụ kiện cũng như là màn hình của MSI. Rồi thiết kế của nó, các bạn nhìn vào, các bạn sẽ cảm giác nó kiểu như là rất là khí động học. Luồng gió sẽ được hút từ phía trước này mà nó sẽ được đẩy ra phía sau. Thì làm như thế nó sẽ cho vỏ cây của bạn, mặc dù bé nhưng mà nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Rồi ngoài ra các đồ họa của bạn sẽ được dựng dọc như thế này, thì nó sẽ làm cho các bạn kiểu như khi các bạn di chuyển thì nó sẽ được cố định một cách tốt hơn và nó sẽ ít xảy ra hỏng hóc hơn. Về mặt cấu hình thì các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ sử dụng vi xử lý MacOp của Intel luôn, đấy chính là i7-8700K. Sức mạnh của i7-8700K như nào thì các bạn đã biết rồi. Sức mạnh của nó là một con quái vật trong làng gaming, và đây chính là vi xử lý để chơi game tốt nhất dành cho PC. Về card đồ họa thì đây là con GTX 1080 Ti, dư sức để cân 3 chiếc màn hình ở đằng sau này. 3 chiếc màn hình đằng sau này còn không chưa bằng 4K đâu. Thế nên 1080 Ti vẫn có thể cân tốt. Thế nên với các bạn chơi game thì đây là một con quái vật luôn rồi. Ngoài ra về mặt bộ nhớ thì nó sẽ support tối đa cho các bạn là 64GB RAM. Và đây, ổ SDMR2, tốc độ của nó lên tới là, đây các bạn nhìn, anh Đạt có thể quay vào đây, tốc độ của nó là 7200 MB/s, có nghĩa là nó nhanh gấp đôi những ổ PCI thông thường. Bởi vì sao MSI lại có được một tốc độ khủng khiếp như thế này? Bởi vì MSI đã sử dụng ở đây là hai chiếc ổ cứng EDDR2 giao thức NVMe. Thế nên tốc độ của nó là cực kỳ nhanh, các bạn load game cực kỳ nhanh luôn. Lúc các bạn vào chơi PUBG, các bạn nhảy dù xuống, có nhiều khi mà kẻ địch của các bạn còn chưa kịp nhảy cơ. Và về cấu hình thì nó sẽ là như vậy. Ngoài ra nó còn đẹp này. Rồi, thực ra đây là một, mình có thể nói đây là một trong những vũ khí chơi game tốt nhất của MSI. Thiết kế của nó, các bạn có một cái tay cầm ngay phía sau đây, thì các bạn có thể dễ dàng cho việc cầm nắm cũng như là di chuyển nó một cách dễ dàng hơn. Nếu như các bạn là những game thủ chuyên nghiệp, các bạn thường xuyên đi thi đấu ở những event hay những trận LAN party, thì các bạn có thể dễ dàng mang nó để đi chơi, bởi vì đây sẽ là vũ khí riêng dành cho các bạn. Thực ra những thế hệ trước MSI đã có một mẫu PC như thế này rồi, nhưng mà nó không được đẹp như thế này. Và năm nay MSI đã cải tiến nó rất nhiều và thiết kế của nó đã được đẹp hơn. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn những sản phẩm khác nữa. Và bây giờ sẽ xin chào và hẹn gặp lại.